chúng ta an toàn. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu trận thi đấu thứ hai của buổi sáng ngày hôm nay. Diễn ra giữa hai đội, đội Sông Lam Nghệ An trong trang phục áo vàng, quần vàng, tóc vàng, các đội Hayu Waco, Hải Dương trong trang phục áo trắng, quần trắng, tóc trắng. Tổ trọng tài điều hành, trọng tài chính ông Nguyễn Bá Trí, trợ lý 1 ông Lê Chí Hiếu, trợ lý 2 ông Võ Hoàng Sang, trọng tài thứ 4 ông Nguyễn Minh Tiền, giám sát trận đấu ông Nguyễn Đức Anh, giám sát trọng tài ông Nguyễn Hiền Trước. Chúng ta cùng đến với sân 19 tháng 8 của thành phố biển Nha Trang để chứng kiến lượt trận tứ kết thứ hai trong khuôn khổ giải U13 quốc gia. Ngày hôm nay thì đó là cuộc đối đầu giữa cao thủ U13 của Sông Lam Nghệ An và cuộc đối đầu của cao thủ U13 Hudako Hải Dương. Thay mặt cho những người làm truyền thông ở trận đấu này đó là Khánh Hòa Sport cũng như YouTube của bình luận viên Dương Hải Cốt, chúng tôi xin được chia sẻ và truyền tải những hình ảnh chất lượng của cuộc đối đầu ngày hôm nay. Xin chúc cho những khán giả của Hải Dương, những khán giả của Sông Lam Nghệ An và những khán giả của cả nước quan tâm đến sân chơi này, giải đấu này có một ngày thật sự là vui vẻ và tình cảm trọn vẹn cho các đội bóng mà mình yêu thương. Ở hiệp một này thì cao thủ Hải Dương ở bên tay trái mảnh nhỏ của anh em chúng ta, họ là đội ra bóng trong gia quân trong sắc phục áo trắng, quần trắng và tất trắng. Sông Lam Nghệ An như thường lệ họ vẫn ra quân trong sắc phục truyền thống của mình, đó là áo vàng, quần vàng và tất vàng. Để tiện cho việc theo dõi, chúng tôi xin giới thiệu cầu thủ ra sân của cả hai đội như sau. Những cầu thủ có mặt trong đội xuất phát 11 cầu thủ của Sông Lam Nghệ An: thủ thành mang áo số 1 là Quang Hưng, các cầu thủ số 5 Văn Cảnh, đội trưởng số 6 Hồng Quân, số 7 Nguyễn Tuấn Anh, số 9 Lê Quang Linh, số 10 Bùi Văn Tú, số 11 Bảo Hoàng, 12 Ngọc Hợi, 14 Anh Tuấn, 17 Văn Kiết, 19 Minh Quân. Bên phần sân của cao thủ Hudako Hải Dương đó là sự xuất hiện của thủ thành cao 1m84 Vũ Duy Anh, cao thủ số 3 Đức Phong, số 5 Anh Tài, số 7 Nam Phong, số 9 Nam Khánh, số 10 Khánh Toàn, số 11 Vũ Tiến Đạt, số 12 Phạm Văn Hát, cao thủ mao số 16 Đặng Văn Hiệp và đội trưởng cầu thủ mao số 17 trung vệ Thành Linh. Bên cạnh đó là cầu thủ mao số 28 Phạm Nhất Anh. Trong quá khứ thì hai đội bóng này đã từng gặp nhau rất nhiều lần. Họ đã có hai lần gặp nhau ở các lượt trận chung kết vào các năm 2014 và năm 2020. Trận chung kết diễn ra năm 2020 ở thủ đô Hà Nội, năm 2014 ở thủ đô Hà Nội. Sau khi kết thúc 90 phút thì hai đội hòa nhau với tỷ số là 1-1 và cao thủ Sông Lam Nghệ An U13 đã vượt lên giành thắng lợi trên chấm penalty với tổng tỷ số là 5-3. Trận đấu ở sân Vinh của thành phố Vinh, Sông Lam Nghệ An. Trong trận chung kết thì cao thủ Sông Lam Nghệ An ở lứa tuổi này cũng đã giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước Hudako Hải Dương. Sông Lam Nghệ An U13 đến với giải đấu này họ là đại diện ở bảng B. Sau 3 lượt trận thì cao thủ U13 của Sông Lam Nghệ An giành thắng lợi cả 3 trận đấu. Còn Hải Dương là một đội bóng ở bảng D, nơi có sự xuất hiện của câu lạc bộ Hà Nội, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Navi Phú Nhuận. Hải Dương sau 3 lượt trận thì họ có 4 điểm, 1 chiến thắng và 2 trận hòa. Có lẽ ở trận đấu này thì các học trò của huấn luyện trưởng bên phía cao thủ Hudako Hải Dương đó là ông Phan Yên sẽ tập trung vào một mặt trận phòng ngự phản công. Trong tất cả những cuộc đối đầu giữa U13 của Hudako Hải Dương và U13 Sông Lam Nghệ An, phần thắng luôn về thuộc về đội bóng áo vàng. Có lẽ đây sẽ là một thế trận biết mình biết người trong cái chơi của các học trò ông Phan Yên. Huấn luyện trưởng của cao thủ U13 Sông Lam Nghệ An đó là
cựu cầu thủ trong màu áo của Sông Lam Nghệ An, ông Lê Mạnh Huy. Nhưng đây là một trận tứ kết, tính chất của những trận tứ kết là rất căng thẳng. Trận tứ kết 1 cũng đã diễn ra trên sân 19 tháng 8. Tấm vé đầu tiên của các lượt trận bán kết thuộc về các đội U13 của Bình Dương sau khi họ giành thắng lợi với tổng tỷ số penalty là 9-8 trước U13 của Đồng Tháp. Các học trò của ông Lê Mạnh Huy trong màu áo của U13 Sông Lam Nghệ An cũng đã có những sự tôn trọng đối thủ của mình, đó là Hải Dương. Cho dù trước khi bước vào trận đấu này thì U13 của Sông Lam Nghệ An được đánh giá là rất cao. Còn ông Phan Yên thì đang sử dụng một đội hình với một thế trận biết mình biết người để dựa vào lối chơi, sức ép, sự toàn tính trong cách chơi của Sông Lam Nghệ An để đưa ra những tình huống phản công, nơi có sự xuất hiện của những cầu thủ tiền đạo có thể nói là hay. Đó là sự xuất hiện của cầu thủ mang áo số 11 Vũ Tiến Đạt và cầu thủ mang áo số 10 đó là Phạm Khánh Toàn. Và xử lý an toàn của hậu vệ cánh trái Phạm Văn Cảnh. Bóng được mở sang lăng cánh trái nơi có sự xuất hiện của Bảo Hoàng. Rất chín chắn và chững chạc, đó là cách chơi và những gì mà cao thủ áo vàng đang thể hiện trên sân. Nếu như có chức vô địch ở mùa giải năm nay thì nó là chức vô địch thứ 10 của U13 Sông Lam Nghệ An ở sân chơi này. Pha xử lý an toàn vừa rồi là của Đặng Anh Hiệp. Đây là trợ lý của ông huấn luyện viên trưởng bên phía cầu thủ 13 Hải Dương. Vũ Duy Anh, thủ thành mão số 1 trong màu áo của U13 Hải Dương đang là một cầu thủ có chiều cao tốt nhất ở giải đấu này. Cho dù mới chỉ 13 tuổi thôi nhưng Duy Anh đã sở hữu một chiều cao lên đến 1m84. Đây không chỉ là tài sản của bóng đá Hải Dương, tài sản của bóng đá VTN mà nó còn là tài sản của bóng đá quốc gia. Vẫn là một thế trận thăm dò đối thủ. Dứt điểm và ra trận đầu tiên, như vậy là bàn thắng đã đến với cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Người vừa có pha dứt điểm thành bàn đó là cầu thủ mang số 7. Pha ra trận chất lượng của cầu thủ Phạm Nguyễn Tuấn Anh. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu này đã hoàn thắng ở phút thi đấu thứ 7. Một cú ra trận sấm sét. Chúng ta cùng xem lại pha dứt điểm này. Đó là một tình huống vứt bóng sống với cái cổ chân rất khôn ngoan của cầu thủ mang áo số 7 Nguyễn Tuấn Anh. Có lẽ đây sẽ là một trận đấu hấp dẫn hơn so với trận đấu tứ kết 1, cuộc đối đầu giữa Bình Dương và Đồng Tháp. Cầu thủ mang áo số 7 và phút thi đấu thứ 7 đã có bàn thắng cho đội bóng áo vàng. Một lần nữa thì cầu thủ U13 của Hado Ako Hải Dương lại bị thủng lưới trước U13 của Sông Lam Nghệ An. Phòng bóng rồi thì cho dù là Vũ Duy Anh đã đón được hướng nhưng không thể có những pha tiếp bóng để cứu thua cho U13 của Hải Dương. Một tình huống trượt chân quá đáng tiếc của cầu thủ mang áo số 11 Vũ Tiến Đạt. Cho dù được đánh giá cao hơn nhưng ở trận đấu ngày hôm nay thì các học trò của ông Lê Mạnh Huy trong màu áo của U13 Sông Lam Nghệ An họ vẫn đang chơi với một sơ đồ chiến thuật là 5-3-2. Nhưng có lẽ là đội bóng áo vàng sẽ sử dụng sơ đồ chiến thuật 5-3-2 khi mà họ tập trung cho mặt trận phòng ngự. Ngay lập tức khi mà các cầu thủ áo vàng họ chuyển đổi
và giành quyền kiểm soát bóng, họ nhanh chóng chuyển sang sơ đồ chiến thuật 4-4-2. Đó là sự linh hoạt trong cách chơi của cao thủ Sông Lam Nghệ An. Bóng vẫn trong sân. Rồi. Đó là một tình huống dứt điểm táo bạo của cầu thủ mang áo số 19. Không phải. Và dứt điểm vừa rồi là của Bùi Văn Tú, cầu thủ mang áo số 10. Trong màu áo của cao thủ U13 Hải Dương ở trận đấu này có đến 5 cái tên đang thuộc biên chế của Trung tâm Thể thao Viettel, nhưng họ đều là những người con của bóng đá xứ bánh đậu xanh Hải Dương và nhà tài trợ Haruaco. Haruaco là một công ty cổ phần nước sạch của Hải Dương, một đơn vị thường xuyên song hành cùng với lứa tuổi U13 của bóng đá Hải Dương trong nhiều năm qua. Sau khi tham dự sân chơi ở lứa tuổi U11 bóng đá Nhi Đồng, các cầu thủ thuộc biên chế của Nhi Đồng Hải Dương sẽ được ký kết hợp đồng với Trung tâm Thể thao Viettel. Nhưng bản hợp đồng chỉ kết thúc khi mà các con sau khi kết thúc giải đấu này trở về và sẽ là những thành viên chính thức của Trung tâm Thể thao Viettel. Viettel cũng là một đại diện tham dự giải đấu này. Họ là một đội bóng nằm ở bảng A, nơi có sự xuất hiện của 13 Khánh Hòa. PVF và Đồng Tháp. Viettel xếp ở vị trí thứ hai, còn đại diện xếp ở vị trí nhất trong bảng đấu đó là Đồng Tháp. Đội cũng vừa mới chỉ chia tay giải đấu sau lượt trận luân lưu trước cao thủ 13 của Bình Dương. Cơ hội lên bóng cho cao thủ Sông Lam Nghệ An. Một đường chuyền vào khoảng không gian rất tốt, nhưng rất tiếc đã có tình huống việt vị trong đường chuyền vừa rồi. Gần như là chưa có sai sót trong cách chơi của hệ thống phòng ngự bên phía cao thủ áo vàng Sông Lam Nghệ An. Người đang thực hiện trọng trách ở vị trí phòng ngự đó là đội trưởng mang áo số 6. Một vị trí có thể nói là hậu vệ thòng, hồng quân. Đây là lượt trận tứ kết thứ hai và mã trận đó là mã trận thi đấu thứ 26 của mùa giải. Một tình huống chơi bóng bằng tay quá đáng tiếc của cầu thủ mang áo 16 trong màu áo của Haruaco Hải Dương. Khả năng Nông Nghiệp Báo Chí sẽ tha thẻ. Không, như vậy là cái thẻ vàng đầu tiên đã được rút ra ở trận đấu ngày hôm nay. Một tấm phiếu bé ngoan dành cho số 16 trong màu áo của Haruaco Hải Dương đó là Đăng Nghiệp. Hai cầu thủ đang đứng trước bóng trong màu áo của U13 Sông Lam Nghệ An đó là cầu thủ mang áo số 10 và số 14. Khả năng cao đây sẽ là một tình huống tổ chức phối hợp đá phạt của hai cầu thủ này. Phạm Quang Toàn hiện đang là một trong những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở thời điểm này ở giải đấu năm nay. Dứt điểm, không được. Như vậy là đá bàn thắng thứ hai cho cầu thủ 13 Sông Lam Nghệ An. Người ghi bàn không ai khác chính là cầu thủ mang áo số 7, bàn thắng thứ hai cho Phạm Nguyễn Tuấn Anh.
Đây có thể là một khoảnh khắc mà cầu thủ Haruako Hải Dương đang chơi thiếu tập trung. Họ đang chịu một sức ép tâm lý tương đối lớn với bàn thắng đầu tiên ở phút thứ 7. Rõ ràng là cao thủ U13 Sông Lam Nghệ An đang có rất nhiều phương án để tiếp cận khung thành của bất kỳ một đội bóng nào ở giải đấu này. Đây là một pha dứt điểm cũng không có lực sút tốt, nhưng hướng đi và góc đi của trái bóng lại cực kỳ hiểm hóc. Bàn thắng vừa rồi được thực hiện ở phút thi đấu thứ 14 của hiệp thi đấu thứ nhất. Lúc này thì niềm vui đang thuộc về những khán giả có mặt trên sân 19 tháng 8 trực tiếp theo dõi trận đấu này của Sông Lam Nghệ An. Và niềm vui cũng đang thuộc về những người đang theo dõi trận đấu này trên truyền hình Khánh Hòa Sport và kênh YouTube của bình luận viên Dương Hải Cốt. Bên cạnh đó thì sự ngóng đợi bàn thắng rút ngắn tỷ số của những khán giả trên sân cũng như khán giả ở nhà theo dõi đôi chân của các cầu thủ U13 Hải Dương. Và trên tất cả, nếu như mọi người yêu quý Khánh Hòa Sport cũng như là cộng tác viên cũng như YouTube của bình luận viên Dương Hải Cốt, xin mọi người hãy để lại cho những nút like, nút follow và chia sẻ hình ảnh của giải đấu này đến với những người thân yêu của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cố lên nào các chàng trai Hải Dương. Cho dù kết quả của trận đấu này có như thế nào thì rất cần sự tự tin hơn và hào sảng hơn nữa trong cách chơi của đội bóng áo trắng. Thực sự trước khi bước vào giải đấu này thì những cuộc đối đầu gặp U13 của Sông Lam Nghệ An không chỉ ở mùa giải năm nay và những mùa giải đã qua và những mùa giải kế tiếp luôn luôn là những sự khó khăn cho các đội bóng khi mà phải bốc phải những lá thăm nơi có sự xuất hiện của đội bóng áo vàng. Đã có những pha xử lý bóng tốt hơn, tự tin hơn trong cách chơi của U13 Hải Dương. Dứt điểm. Pha cứu thua của thủ thành Vũ Duy Anh. Đúng là cách chơi của U13 Sông Lam Nghệ An, họ thích bùng nổ thời điểm nào là sự lựa chọn của đội bóng này. Họ có thể tiếp cận khung thành bằng nhiều cách. Vừa rồi là một tình huống sút xa. Đây có lẽ là quả phạt góc đầu tiên của các thủ Sông Lam Nghệ An ở những phút đã qua. Dứt điểm. Tiếp tục là một tình huống đá phạt góc nữa cho U13 của Sông Lam Nghệ An. Rất cong và cuộn, vẫn là Duy Anh. Và đây là quả phạt góc thứ 3 ở những thời khắc đã qua. Bùi Văn Tú, cầu thủ áo số 10 đang tạo ra những đường cong cực kỳ khó chịu. Cơ hội phản công cho cầu thủ U13 của Haruko Hải Dương.
Lúc này thì tỷ lệ kiểm soát bóng của cao thủ 13 Sông Lam Nghệ An đang lên đến con số 70%. Thật sự là cũng không thừa khi ví Sông Lam Nghệ An như là một Brazil thu nhỏ. Một địa phương sản sinh và đào tạo ra rất nhiều cầu thủ để cung cấp cho V-League hạng nhất, hạng nhì và tất cả những giải đấu thuộc khuôn khổ của bóng đá chuyên nghiệp và ngoài chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam. Trong những năm gần đây thì bóng đá Sông Lam Nghệ An cũng đã tiếp tục là một nguồn viện binh cầu thủ cho cấp độ đội tuyển. Trong màu áo của U22 Việt Nam dưới chiều đài của ông Chu Yêu Sê, những cầu thủ Nghệ An được điểm mặt đặt tên đó là thủ thành Hồ Văn Cường, tiền vệ Đinh Xuân Tiến và thủ thành Cao Văn Bình. Dưới chiều đài của huấn luyện viên Hoàng Tuấn trong màu áo của U17 quốc gia Việt Nam, những cái tên phải kể đến trong màu áo của Sông Lam Nghệ An đó là thủ thành Bảo Ngọc, người đã bắt chính xuyên suốt 3 trận đấu trong màu áo của U17 quốc gia. Bên cạnh đó còn là sự xuất hiện của những cầu thủ Phạm Văn Thành, Phùng Văn Nam và Phạm Nguyễn Quốc Trung. Hải Dương cũng không kém cạnh. Đây là một tỉnh thuộc miền Bắc. Một nguồn cung cấp cầu thủ ở những năm gần đây có thể nói là điểm mặt đặt tên. Khi nhắc đến những cầu thủ trong màu áo của đội tuyển quốc gia, nhắc về con người Hải Dương thì chúng ta cần phải nhớ đến những cầu thủ. Đó là sự xuất hiện của Hoàng Đức. Đó là sự xuất hiện của Tiến Linh, Văn Thạnh, Hồng Quân và gần đây nhất đó là sự xuất hiện của Trương Tiến Anh. Những cầu thủ trong màu áo của Viettel, những cầu thủ trong màu áo của cấp độ đội tuyển quốc gia và U23. Cho dù là đang dẫn trước cao thủ 13 Haruko của Hải Dương với tỷ số là 2-0, nhưng vẫn là một lối chơi quá tự tin và giả dờ trong kỹ năng chơi bóng của cao thủ áo vàng. Dứt điểm! Như vậy đã bàn thắng thứ 3 cho cao thủ 13 của Sông Lam Nghệ An. Người vừa có pha ra chân vừa rồi đó là cầu thủ mang áo số 9. Bàn thắng là của Lê Quang Linh. Một đường chuyền dài. Một cái dứt điểm bằng keo trái. Bóng đá đã qua khe chân của thủ thành Vũ Duy Anh và đó là bàn thắng thứ 3 ở hiệp đấu này. Cho dù có thua thế, thua lứa thì vẫn cứ là thua. Các cầu thủ của Huraco Hải Dương cần phải chơi tự tin hơn nữa. Đây là một cơ hội để cho các cầu thủ của chúng ta trưởng thành và lớn mạnh hơn. Một nguồn cung cấp cầu thủ cho những mục tiêu của cấp độ các tuyến U của quốc gia Việt Nam. Trong 3 bàn thắng của cao thủ U13 Sông Lam Nghệ An thì chúng ta đã được chiêm ngưỡng và chúng ta cũng phải đưa ra những suy nghĩ. Sông Lam Nghệ An đang chơi quá hay. Bàn thắng đầu tiên là cá nhân cầu thủ mang áo số 7 bằng một tình huống vuốt cổ chân như có lão của Phạm Nguyễn Tuấn Anh.
Sau đó là bàn thắng thứ hai, một tình huống tổ chức đá phạt cố định và vẫn là số 7 tạo ra bàn thắng cho cao thủ áo vàng. Vừa rồi bàn thắng thứ ba, một đường truyền có thể nói là chuyển trạng thái ở một lứa tuổi U13. Sau đó là một pha tiếp cận không thành, không có việt vị và tình huống dứt điểm ở góc hẹp. Người ghi bàn cho cao thủ 13 Sông Lam Nghệ An không ai khác chính là cầu thủ mang áo số 9 Lê Quang Linh. Rất đa dạng trong cách chơi và tiếp cận không thành của tất cả những vật cản trên con đường để có thể chạm vào chức vô địch thứ 10 của U13 Sông Lam Nghệ An ở mùa giải năm nay. Bóng đá đi hết đường biên. Phút thi đấu thứ 25 của hiệp thi đấu thứ nhất. Văn Toàn cũng là một chàng trai đến từ Hải Dương trong màu áo của U13 Viettel. Không được. Quả phạt góc thứ tư cho đội bóng áo vàng. Cũng trong ngày hôm nay, ngày mùng 10 tháng 7 trên sân 19 tháng 8 sẽ có thêm hai lượt trận tứ kết. Cuộc đối đầu diễn ra vào khung giờ. Như vậy đã có bàn thắng thứ tư cho cầu thủ 13 Sông Lam Nghệ An. Bóng đã chạm chân một cầu thủ phòng ngự bên phía cao thủ 13 của Hải Dương, đổi hướng và làm bó tay thủ thành Vũ Duy Anh. Và đây là bàn thắng thứ tư và nó cũng là bàn thắng thứ hai của cầu thủ mang áo số 9 tiền đạo Lê Quang Linh. Và khung giờ 14:30 chiều ngày hôm nay trên sân 19 tháng 8, trận tứ kết thứ ba sẽ là cuộc đối đầu giữa U13 Viettel và U13 của Hoàng Gia Lai. Sau đó là cuộc đối đầu ở lượt trận tứ kết thứ tư. Đắk Lắk sẽ tiếp đón đại diện ở bảng D, nơi có sự xuất hiện của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Khánh Hòa Sport cũng như YouTube Dương Hải Cốt sẽ là đơn vị tường thuật những trận đấu tiếp theo xuyên suốt một chặng đường 31 trận đấu của mùa giải năm nay trong khuôn khổ của giải bóng đá U13 toàn quốc. Rất mong được chào đón những lượt follow, những nút like và những chia sẻ của tất cả mọi người dành tình cảm cho Dương Hải Cốt cùng những cộng sự và Khánh Hòa Sport anh em nhé. Có thể nói cách biệt 4-0 là một cách biệt đủ để có thể dùng từ an toàn đối với cao thủ Sông Lam Nghệ An. Và chúng ta cũng tạm thời có thể đặt ra một giả thiết là đội bóng thứ hai có mặt ở các lượt trận bán kết sẽ đang gần như thuộc về đội bóng áo vàng đang thi đấu ở trận đấu này. Vừa rồi là một pha xử lý của một trung vệ rất già dơ, giàu kinh nghiệm ở độ tuổi U13. Khi nhắc đến bóng đá Sông Lam Nghệ An thì ở vị trí trung vệ, chúng ta phải nhớ đến những người đã thành danh và đi vào lịch sử. Có thể nói là
trung vệ Hữu Thắng, sau đó là Huy Hoàng, người đang là huấn luyện viên trưởng của đội V-League Sông Lam Nghệ An. Và thời điểm này chúng ta không thể không nhắc đến cái tên đó là Hải Quế. Trên cương vị huấn luyện viên của đội V-League Sông Lam Nghệ An, Như Thuật đã ngồi vào ghế nóng của Huy Hoàng để lại. Dưới chiều đại của Nguyễn Huy Hoàng và Văn Quyến, đội V-League Sông Lam Nghệ An thực sự là đang chưa có một sự khởi sắc. Lúc này cao thủ V-League Sông Lam Nghệ An đang xếp ở vị trí thứ nhất, nhưng thứ nhất trong top 6 đội bóng ở top dưới, top tranh suất trụ hạng của mùa giải năm nay. Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An mới chỉ có được 16 điểm sau 13 trận đấu của giai đoạn lượt đi trong khuôn khổ V-League năm 2023. Đường chuyền, cơ hội để chiếm lĩnh khoảng không gian của cầu thủ Hải Dương, xâm nhập đi nào. Nỗ lực tăng tốc vừa rồi là của Phạm Văn Hát, nhưng nó là chưa đủ trước ba cầu thủ áo vàng lùi về kịp thời để đánh chặn kịp thời. Việc để ghi bàn vào lưới của U13 Sông Lam Nghệ An ở mùa giải năm nay là quá khó, nhưng không phải là không thể. Thời gian bù giờ của hiệp một này chỉ là một phút mà thôi. Hồi phản công cho cầu thủ Sông Lam Nghệ An, không được. Một tình huống xuất hiện kịp thời của Vũ Duy Anh. Ngay lập tức đã có pha phạm lỗi của cầu thủ áo số 9 bên phía Sông Lam Nghệ An. Trời rất nhiệt, sự lăng lổ nhiệt tình của Lê Quang Linh. Một, hai, cả Quang Linh cũng như một cầu thủ của Haruako Hải Dương đang bị đau. Có vẻ như người đang bị đau trong màu áo của U13 Hải Dương đó là trung vệ mang áo số 3 Nguyễn Đức Phong. Cho dù lúc này thì cầu thủ 13 Sông Lam Nghệ An đang dẫn trước cầu thủ 13 của Haruako Hải Dương với tỷ số là 4-0. Nhưng bóng đá ở lứa tuổi này nó là sự vô tư và hào sảng. Một năm giải đấu này cũng chỉ được tổ chức một lần. Vì vậy thì rất mong được tiếp tục song hành cùng với tất cả khán giả mảnh nhỏ của Khánh Hòa Sport cũng như YouTube Dương Hải Cốt nhé mọi người nhé. Lúc này thì trên YouTube của Dương Hải Cốt cũng như Khánh Hòa V-Sport đang được chào đón một lượng khán giả rất đông. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Như vậy là trung vệ mang áo số 3 Nguyễn Đức Phong của U13 Hải Dương tiếp tục quay trở lại. Văn Toàn. Và như vậy hiệp 1 đã kết thúc. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với trận tứ kết thứ hai trên sân 19/8 sau giờ nghỉ giải lao 10 phút. Chúng ta cùng chuẩn bị quay trở lại với hiệp thi đấu thứ hai cuộc đối đầu trong lượt trận tứ kết trên sân 19/8. U13 của Sông Lam Nghệ An và U13 của Haruako Hải Dương. Như vậy là trước khi quay trở lại với hiệp đấu này thì cầu thủ 13 Haruako Hải Dương có hai sự thay đổi người. Đó là sự xuất hiện của những cầu thủ mang áo số 4 Lưu Quang Hiếu. Và cầu thủ mang áo số 19 đó là Nguyễn Huy Nam. Sông Lam Nghệ An thì vẫn chưa có bất kỳ một sự thay đổi nào. Một hiệp đấu mà họ đã quá thành công. Tạm thời cho đến thời điểm này thì
Sau khi kết thúc hiệp 1, U13 của Sông Lam Nghệ An đang dẫn trước U13 của Haruako Hải Dương với tỷ số là 4-0. Với cách biệt như thế này thì chúng ta có thể gần như khẳng định U13 của Sông Lam Nghệ An là đội bóng thứ hai cùng với U13 của Bình Dương có mặt ở các lượt trận bán kết vào ngày 12 tháng 7 và ngày 14 tháng 7 sẽ là chung kết. Hai đội bóng thua ở bán kết sẽ đồng giải ba. Chính vì vậy mà việc có chiến thắng ở những lượt trận tứ kết này là một thành công rất lớn cho những đội bóng. Và ngày hôm nay thì Hải Dương không may gặp phải đối thủ kỹ giờ chuyển kiếp. Chuyển kiếp hơi quá ở lứa tuổi này, nhưng thực sự là gặp một đối thủ quá khó chịu, ao trình khi mà họ đã thất thủ hai lần trước đó ở các lượt trận chung kết ở lứa tuổi 13 vào các năm 2014 và 2020. Như vậy là tiếng còi của trọng tài Nghiêm Bá Chí đã quay trở lại. Vào chiều ngày hôm nay cũng như cả các lượt trận bán kết chung kết của giải đấu này vào ngày 12 và ngày 14, hình ảnh của giải đấu này vẫn sẽ là đơn vị độc quyền và song hành cùng với giải đấu, đó là Khánh Hòa Sport cùng với YouTube Dương Hải Cốt cùng các cộng sự. Chính vì vậy mọi người quan tâm theo dõi giải đấu này hãy để lại những tình cảm bằng những lượt chia sẻ, những lượt like và những lượt follow để cho Khánh Hòa Sport cũng như Dương Hải Cốt ngày càng phát triển. Quả đá phạt ở khu vực giữa sân cho cao thủ Haruako Hải Dương. Mô hình làm bóng đá trẻ của Hải Dương và Sông Lam Nghệ An là rất giống nhau. Họ phát triển từ cấp huyện, thị rồi đẩy lên cấp tỉnh thành. Các giải đấu ở cấp xã huyện của cả Hải Dương và Sông Lam Nghệ An luôn quy tụ những cầu thủ ở lứa tuổi U11 rất hay. Bây giờ thì đã có một hệ thống giải đấu, thêm một giải đấu nữa, đó là U9. Năm ngoái thì giải U9 cũng đã được diễn ra. Các cầu thủ bây giờ sẽ được tiếp cận với bóng đá chuyên nghiệp sớm hơn. Sớm hơn dự kiến là 2 năm, 9 rồi đến 11, 13, 15, 17, 19, 21. Đó là hệ thống các giải bóng đá U chuyên nghiệp của Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức hàng năm. Nam Phong sẽ là người thực hiện quả đá phạt cố định này cho cao thủ Haruko Hải Dương. Chắc chắn đây sẽ là một tình huống đá phạt trực diện. Nam Phong! Có lẽ việc tìm kiếm bàn thắng vào lưới của U13 Sông Lam Nghệ An ở mùa giải năm nay nó chỉ có thể xuất phát ở những tình huống đá phạt cố định. Nam Phong mở bóng sang cho cầu thủ áo số 4, đó là Lý Quang Hiếu, người cũng mới vào sân ở hiệp thi đấu thứ hai này. Nhưng chỉ vài đường truyền thôi thì bóng ngay lập tức đã quay trở lại với cầu thủ áo vàng. Một pha mở bóng như đặt cho cầu thủ mang áo số 17, người chơi lệch phải ở hệ thống phòng ngự hậu vệ bên phải. Đó là pha xử lý của Văn Kết. Vẫn là Văn Kết. Rất chắc chắn. Và có những tam giác di động được cầu thủ 13 Sông Lam Nghệ An vẽ ra. Quá người, đường chuyền, bóng vẫn trong tầm kiểm soát của U13 Sông Lam Nghệ An. Lần này hướng tấn công là cánh phải, không, cánh trái, dứt điểm không vào. Một tình huống treo bóng vào trong, một pha không chiến bóng vào xa. Và đó là một trong những tình huống tấn công đa dạng của đội bóng này.
khả năng chuyển trạng thái đang là sự khác biệt trong cách chơi của cao thủ Sông Lam Nghệ An. Dứt điểm, và như vậy đã có bàn thắng thứ 5 cho cao thủ U13 Sông Lam Nghệ An. Lúc này thì chúng tôi chưa xác định được bàn thắng vừa rồi thuộc về cầu thủ áo vàng nào. Bàn thắng vừa rồi được tiền bởi cầu thủ mang áo số 14 Hoàng Tuấn Anh. Trước khi bước vào trận đấu này, huấn luyện trưởng của cao thủ U13 Haruako Hải Dương, đó là ông Phan Hiền, cũng đã động viên các học trò bằng những câu nói thực sự là rất kinh nghiệm của người đã gắn bó với bóng đá Hải Dương trong những năm qua. Các con đá với Sông Lam Nghệ An có thể thua 7-0, 8-0, 9-0, 10-0 không quan trọng, mà quan trọng là các con vô tư để nhập cuộc. Ông Phan Hiền là một huấn luyện viên kỳ cựu ở lứa tuổi này, một người mà theo dõi giải đấu này trong hơn 20 năm qua. Có thể nhận xét về ông Phan Hiền là một người giàu kinh nghiệm. Đây là một tình huống bóng ngược trở lại, pha xử lý hiếm thấy ở lứa tuổi này của U13 Sông Lam Nghệ An. Xin chúc lợi là bàn thắng thứ 6 cho cầu thủ áo vàng. Trong quá khứ thì ông Phan Hiền là một cựu sinh viên của trường Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn Bắc Ninh. Ông là thế hệ các sinh viên đại học khóa 27. Trước khi bước vào giải đấu này thì những người có trách nhiệm, những người làm công tác tổ chức giải đã có những buổi uống cà phê, nói chuyện và nghe được những lời tâm sự, tự sự và tình cảm của ông Phan Hiền dành cho bóng đá Hải Dương và dành cho các cầu thủ ở lứa tuổi U13 xuyên suốt những năm qua. Những giá trị rất trân quý để cho những người có trách nhiệm được tìm ra những hướng đi tốt hơn và tạo ra một sân chơi chất lượng hơn cho cao thủ U13 của chúng ta trong những năm tiếp theo. Chuẩn bị có sự thay đổi người thứ tư trong màu áo của U13 Haruako Hải Dương. Cầu thủ mang áo số 6 là Trần Đăng Anh Quân chuẩn bị được đưa vào sân. Nhắc đến bóng đá Hải Dương thì chúng ta phải dành những lời cảm ơn đối với các nhà tài trợ, đơn vị song hành với U13 Hải Dương, đó là Haruako, một tập đoàn kinh doanh về nước sạch của tỉnh Hải Dương. Ở phần sân dành cho các cầu thủ 11 đó là nhà tài trợ bánh đậu xanh Gia Bảo. Gia Bảo là một nhãn hiệu bánh đậu xanh truyền thống nhiều năm, và những người có tình cảm với bóng đá Hải Dương đó là một ông chủ của Gia Bảo Hải Dương, người đã gắn bó đến cả mấy chục năm vừa qua cho U11 của Hải Dương. Trọng tài không cho rằng đó là lỗi của cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Rất khó chịu. Nhưng đây là một đường chuyền dư lực của cầu thủ mang áo số 7. Ngay lập tức thì đã có sự xuất hiện của hậu vệ cánh trái. Lời bằng lên vừa rồi là sự xuất hiện của cầu thủ mang áo số 5 Nguyễn Văn Cảnh. U13 Sông Lam Nghệ An thì đang triển khai một lối chơi rộng gần như phủ kín tất cả mặt sân, sân 19 tháng 8. Như vậy là Nam Phong đã rời sân nhường chỗ cho Anh Quân. Quá khó chịu. Vừa rồi nếu như khán giả nào tinh ý, và đây là bàn thắng thứ 6 cho cầu thủ U13 Sông Lam Nghệ An. Số
bóng đá số 7 và Nguyễn Tuấn Anh của đội Sơn La Nghệ An ghi bàn thắng. Tỷ số hiện nay Sơn La Nghệ An 6, Ayuaco 0. Một cú giả ngược, một tình huống sút xa và bàn thắng thứ 3. Hat-trick ngày hôm nay đến với cầu thủ mang số 17 trong màu áo của U23 Sông Lam Nghệ An. Trước khi mà cú hat-trick đến với Phạm Nguyễn Tuấn Anh, chúng ta hãy xem lại sự cản lướt và tình huống chủ động qua người rất tốt của trung vệ mang áo số 6 bên phía U23 Sông Lam Nghệ An. Nó thể hiện sức mạnh, tốc độ và sự cản lướt. Ngay sau đó là một tình huống dứt điểm sấm sét từ xa. Bóng đã lập bập vào ba cầu thủ phòng ngự bên phía U23 Hải Dương. Sau đó là một tình huống trả ngược, tiếp cận nhịp một rất hoàn hảo và bàn thắng thứ ba đã đến với số 7. Đó là sâu chuỗi, một chuỗi hành động có sự chuẩn bị rất kỹ càng và tập luyện rất bài bản của Sông Lam Nghệ An. Gần như là không có cơ hội để sang bóng bên phần sân của Sông Lam Nghệ An trong cách chơi của Haruako Hải Dương. Bóng đã nằm gọn trong đôi tay của thủ thành Vũ Duy Anh, chuẩn bị có đến 4 sự thay đổi người trong màu áo của U23 Sông Lam Nghệ An. Đây cũng là một cơ hội để cho những cầu thủ thường xuyên ngồi trên băng ghế dự bị của Nghệ An vào sân. Cách biệt bây giờ đang là 6 bàn rồi. Có vẻ như trong pha bóng vừa rồi thì đã có một cầu thủ áo vàng ở vào tư thế việt vị. Rất nguy hiểm, một khoảng không gian. Tình huống xuất hiện kịp thời của Duy Anh. Ngày hôm nay thì Vũ Tiến Đạt quá là trống trải ở phần sân của Sông Lam Nghệ An. Tiến Đạt là một mẫu tiền đạo có tốc độ, có sự cản lướt, nhưng không thể chiến thắng được sự lọc lõi và giàu kinh nghiệm của các thủ phòng ngự Sông Lam Nghệ An ở cuộc đối đầu ngày hôm nay. Quá người, bóng vẫn trong sân. Phạt bóng lên cho cao thủ Holaco Hải Dương. Có lẽ đây là thời gian dành cho việc thay người của Sông Lam Nghệ An cũng như là Hải Dương. Những cầu thủ sẽ được đưa vào sân ở thời điểm này trong màu áo của U23 Sông Lam Nghệ An đó là sự xuất hiện của cầu thủ màu áo số 20 Phạm Viết Duy, số 21 đó là Trần Văn Đức Huy. Như vậy là người đã có hai bàn thắng, cầu thủ máu số 10 đã được rút ra. Tiếp theo đó là trung vệ đội trưởng cầu thủ máu số 6 cũng rời sân. Hai sự đổi người tiếp theo đó là sự xuất hiện cầu thủ máu số 2 Phạm Tuấn Hưng và tiền vệ mang áo số 8, sự xuất hiện của Đình Cường. Số 8, Nguyễn Đình Cường vào sân. Số 11, Thái Bảo Hoàng vào sân.
2 Phạm Công Thân vào sân, số 17 Nguyễn Văn Kết vào sân. Không phải là một pha dứt điểm trực diện, đó là một tình huống trả ngược. Pha dứt điểm bằng chân trái của cầu thủ mang áo số 4. Xin lỗi mọi người, đó là pha dứt điểm của cầu thủ mang áo số 14 Hoàng Anh Tuấn. Sau khi có sự xuất hiện của nhà tài trợ tập đoàn Tân Long thì bóng đá trẻ của Sông Lam Nghệ An cũng được quan tâm thực sự là rất đúng mức. Họ đã được cải tạo khu ở ăn và mọi chỉ số đã được nâng lên. Đó cũng là một câu trả lời tại sao ở trong những thời điểm gần đây, bóng đá Sông Lam Nghệ An lại tiếp tục là nguồn tăng cường viện binh cho các tuyến U ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Còn ở đội tuyển quốc gia thì đương nhiên là không một năm nào mà không có sự xuất hiện của những người con của bóng đá xứ Nghệ. Đây là sự thay đổi người thứ 5 bên phía cao thủ 13 Haduako Hải Dương. Sự xuất hiện của chàng trai mà áo số 15 đó là Nguyễn Ngọc Ân. Ngọc Ân vào thế chỗ cho số 12, đó là Văn Hát. Dứt điểm! Tình ý một chút thì chúng ta có thể thấy cầu thủ mang áo số 14 của Huy Hoàng Sông Lam Nghệ An có thể dứt điểm bằng hai chân. Trước đó là một tình huống dứt điểm bằng chân trái, vừa rồi là một tình huống lên ở bên phải, một nỗ lực dứt điểm vào cột xa, nhưng phản góc vừa rồi thì không thể chiến thắng được thủ thành cao 1m84, đó là Vũ Duy Anh. Đường chuyền, một đường chuyền giấu ý đồ khá tốt của số 19, vẫn là cao thủ áo vàng. Quá người, thực sự là quá đẳng cấp trong cái trời của cầu thủ U13 Sông Lam Nghệ An. Như vậy là bàn thắng thứ 7 đã đến với đội bóng áo vàng. Nếu như đó là một đường chuyền mà số 19 chuyền, rất có thể sẽ có một cầu thủ Sông Lam Nghệ An việt vị. Nhưng đó là một tình huống di chuyển kéo người phá việt vị rất hay. Ngay sau đó là một tình huống qua người dứt điểm thành bàn. Đó là sự khác biệt của Sông Lam Nghệ An và phần còn lại của giải đấu năm nay. U13 Sông Lam Nghệ An vẫn chưa muốn dừng lại. Tiếp tục là những điểm chất lượng của cao thủ áo vàng. Ta có một cầu thủ áo vàng bị đau. Có vẻ như đây là một chấn thương có phần nghiêm trọng. Các cầu thủ cả hai bên thì đang súng lại. Trọng tài thì đã yêu cầu lực lượng y tế vào sân để hỗ trợ. Không, đây là một hình ảnh mà các cầu thủ 13 Sông Lam Nghệ An đang thể hiện sự đoàn kết của mình. Đó là các cầu thủ áo vàng quay lại để che mát cho người đang phải nằm sân. Phút thi đấu thứ 50 và cũng là phút thi đấu thứ 20 của hiệp thi đấu thứ 2.
Chiều nay sẽ là cuộc đối đầu giữa U13 Viettel và U13 của Hoàng Gia Lai. U13 Hoàng Gia Lai là đội xếp ở vị trí thứ hai của bảng B, thứ nhất của bảng B. Họ bằng điểm nhưng hơn hiệu số trước U13 của Bình Dương. Còn Viettel là đại diện xếp ở vị trí thứ hai của bảng A. U13 Viettel có 4 điểm sau 3 lượt trận. Trận đấu giữa U13 Viettel và U13 Hoàng Gia Lai được xếp ở mã trận thứ 27. Cuộc đối đầu giữa Hà Tĩnh và Đắk Lắk là trận tứ kết thứ 28. Các lượt trận bán kết sẽ là đội thắng của mã trận thứ 25, 27 và 26, 28. Đối thủ của U13 Sông Lam Nghệ An ở trận bán kết sẽ là một trong hai đại diện Đắk Lắk hoặc là Hà Tĩnh. Biết đâu lại là một cuộc đối đầu, một trận derby Sông Lam của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sông Lam Nghệ An. Trận đấu cuối cùng thì Hà Tĩnh đang có kết quả hòa 0-0 trước U13 của Hải Dương. Vẫn còn. Không có Việt Vi. Cơ hội. Duy Anh đã xuất hiện kịp thời. Anh em lưu ý nhé, bình luận viên YouTube Dương Hải Cốt cũng là một người con của Hải Dương. Ngày hôm nay cho dù là đội bóng quê hương đang thi đấu và đang thua với tỷ số là 7-0, nhưng Dương Hải Cốt cũng như các cộng sự của mình đang nỗ lực để truyền tải những hình ảnh chân thực nhất, cân bằng nhất về cuộc chơi ngày hôm nay. Chính vì vậy mà anh em quan tâm đến Dương Hải Cốt cũng như các cộng sự với Khánh Hòa Sport, hãy để lại những nút follow, những lượt chia sẻ và những nút like, một nguồn động viên vô bờ bến để cho Dương Hải Cốt và những anh em của mình tiếp tục nỗ lực để truyền tải những hình ảnh tiếp theo của mùa giải năm nay. Phút thi đấu thứ 54 của hiệp thi đấu thứ hai của trận đấu này, và đó là phút thi đấu thứ 24 của hiệp 2. Một tình huống phất bóng không cần đà của cầu thủ mang áo số 12. Mà số 12 là cầu thủ vào sân ở vị trí dự bị. Rõ ràng là thế hệ cầu thủ 13 của Sông Lam Nghệ An ở mùa giải năm nay là quá chất lượng. Một pha phất bóng không cần đà, chỉ bằng cái cổ chân khôn ngoan thôi thì trái bóng đã đi có thể đến 40 và 50 mét. Nhưng các con thi đấu ở độ tuổi này là đang dùng trái bóng số 4 nhá. Nó nhỏ hơn, nhẹ hơn so với gân chân ở độ tuổi này. Đơn vị tài trợ bóng thi đấu cho U13 quốc gia năm nay đó là hãng bóng Động Lực. Còn nhà tài trợ chính xuyên suốt nhiều năm qua có thể nói là Yamaha Moto, là đơn vị tài trợ nhiều nhất cho hạng mục này, lứa tuổi này.
đối với bóng đá Việt Nam. Chúng ta cũng đang nhìn thấy một tín hiệu rất tích cực trong cách chơi của các thủ áo vàng. Việc có 7 bàn thắng được tạo ra nhưng họ vẫn đang tạo ra một thế trận rất cuốn hút. Không được. Đấy rồi, không vào. Sự chuyển lượt là của bàn thắng thứ 8 cho đội bóng áo vàng. Nhưng trên tất cả trong những mùa giải gần đây thì các cầu thủ U13, U15 và các tuyến U của Sông Lam Nghệ An đang chơi với một thứ bóng đá rất fair play. Họ rất ít đá dặn, va chạm và có những tình huống phạm lỗi tiêu xào. Đây cũng là một cách làm hoàn toàn mới đối với hệ thống đào tạo trẻ của bóng đá xứ này. Nếu như trận đấu này kết thúc với tỷ số là 7-0 cho đội bóng áo vàng, đây sẽ là một trận đấu có nhiều bàn thắng nhất tạm thời tính đến thời điểm này trong hệ thống các trận đấu đã qua của vòng chung kết giải U23 quốc gia năm nay. Rất khéo những pha xử lý của cầu thủ có cái kèo trái ma mị số 19 trong áo của Hải Dương. Đó là pha xử lý của Huy Nam. Chưa có tình huống sút xa. Phản công cho Sông Lam Nghệ An. Nỗ lực tuyệt vời. Phản hồi cao thủ U13 Huraco Hải Dương. Vẫn là Huy Nam. Nhưng pha xử lý như thể là PS4 trong cái chơi của U23 Sông Lam Nghệ An. Cơ hội khoảng không gian cho số 4 bên phía Huraco Hải Dương. Qua người. Nỗ lực xâm nhập vào khu vực 16m là người bất thành của cầu thủ Mao số 4. Trọng tài cho rằng đó là một tình huống đá phát bóng lên cho Sông Lam Nghệ An mà thôi. Có lẽ trận đấu này sẽ không có thời gian bù giờ. Thời gian đã trôi về những phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp thi đấu thứ hai. Cho dù cách biệt bây giờ đang là 7-0 cho đội bóng áo vàng, nhưng trên khán đài của sân 19 tháng 8, lượng khán giả của Sông Lam Nghệ An và lượng khán giả của Hải Dương vẫn đang rất nhiệt tình.
đá với U13 của sông Lam Ngàn, nếu như các đối thủ của đội bóng này không có lối chơi rõ ràng, rất khó để có thể có cơ hội ghi bàn. Cho dù là dẫn trước với tỷ số là 7-0 nhưng luôn luôn là một hệ thống phòng ngự đảm bảo đủ 3 cầu thủ và họ di chuyển đảm bảo vị trí được khá tốt. Hiệp 1 của thời gian bù giờ của hiệp 2 trận đấu ngày hôm nay có 1 phút bù giờ. Cho dù kết quả của trận đấu ra tứ kết 2 này có như thế nào nhưng đây là một cơ hội rất lớn cho cả hai và đặc biệt là cao thủ U13 của Hadugako Hải Dương. Và như vậy là tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Nghiêm Bá Chí đã ngân lên. Tấm vé thứ hai để có mặt ở bán kết thuộc về đội bóng U13 Sông Lam Nghệ An. Xin cảm ơn những nỗ lực tuyệt vời của U13 Hadugako Hải Dương. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với các lượt trận tứ kết vào buổi chiều ngày hôm nay. Trên sân 19 tháng 8 là cuộc đối đầu giữa Veten và Hoàng Gia Lai. Cuộc đối đầu giữa Hà Tĩnh và Đắk Lắk. Một lần nữa thì Dương Hải Cốt cùng với Khánh Hòa Sport xin cảm ơn tất cả mọi người đã song hành và xin hẹn gặp lại tất cả vào buổi chiều ngày hôm nay. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.